Gì? Gì? Cho Nhi xin một miếng bánh thôi. Không, không cho. Đi mà Quỳnh đẹp gái, cho Nhi xin một miếng bánh đi. Nha nha nha. Biết. Rồi chào thất bại. Ông bà tưởng con Quỳnh dễ ăn trực lắm hả? Nó khó như quỷ ấy. Vậy là bà dở rồi, ăn trực là phải có chiêu trò. Nhìn tôi với Hằng nè. Đi. Hằng có xong rồi nè. Nè uống đi. Đã chưa hả? Quỳnh ơi, Hằng lẩu của mình rồi. Không sao đâu, bạn bè hoạn nạn thì giúp đỡ nhau thôi mà. Cảm ơn bà nha. Ủa sao mình thấy có gì đó sai sai ta? Sao bà thấy cái ăn trực của tụi tôi như thế nào? Hảo ăn trực